Xin chào anh em và chào mừng anh em đã trở lại với Tám Bóng Đá TV. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau soi kèo trận đấu giữa hai đội tuyển quốc gia Brazil và Ghana. Trận đấu giao hữu giữa hai đại diện Nam Mỹ và Châu Phi sẽ diễn ra trên sân vận động Ocean tại Pháp vào lúc 1:30 thứ Bảy ngày 23 tháng 9 tới đây. Tổng cộng đã có 3 lần hai đội tuyển Brazil và Ghana gặp nhau trong quá khứ và Brazil luôn có trong mình chiến thắng mỗi khi đụng độ những ngôi sao đen. Đồng thời, đây cũng là lần gặp mặt đầu tiên sau 11 năm kể từ lần chạm trán năm 2011 giữa hai đội tuyển. Trong đợt hội quân lần này, danh sách triệu tập của huấn luyện viên Tite đang gây ra vài tranh cãi nhỏ khi bộ đôi phong độ cao tại Arsenal là Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus không có tên trong danh sách. Còn nhớ vào World Cup 2018, chính Jesus vào thời điểm đó có phong độ phập phù, lại được huấn luyện viên Tite tin tưởng nhiều hơn thay vì Roberto Firmino, tiền đạo Brazil đang có phong độ cao nhất tại thời điểm đó. Giờ đây, khi Firmino đã xuống phong độ, anh vẫn được triệu tập, còn Jesus đang chói sáng thì không. Ngoài những trường hợp kể trên, những cầu thủ khác được gọi lên tuyển không có gì khác so với những lần trước. Vẫn sẽ là một Neymar đang có phong độ cao lĩnh xứ Hồng Kông, bên cạnh là những siêu sao khác như Vinicius, Rodrigo, Richarlison hay Antony. Ở hàng tiền vệ vẫn sẽ là những cái tên quen thuộc như Casemiro, Fabinho hay Fred. Khi lĩnh xứ hàng hậu vệ vẫn sẽ là thủ lĩnh Thiago Silva, chắn trước khung thành của những Ederson Moraes hay Alisson Becker. Kể từ sau trận thua Argentina tại Copa America gần nhất, thành tích của Brazil là tương đối ấn tượng khi họ đã có chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp. Cụ thể hơn, họ đã toàn thắng trong 5 trận gần đây nhất. Họ ghi tới 18 bàn thắng trong khoảng thời gian này và chỉ để thủng lưới một bàn duy nhất. Với phong độ ghi bàn khủng khiếp như vậy, không khó hiểu khi hầu hết những trận đấu này đều là nổ tài, còn duy nhất một trận đấu Nhật Bản là nổ xỉu mà thôi. Với đội tuyển Ghana, nếu như chỉ xét kết quả trong 90 phút thi đấu chính thức, thì 5 trận thi đấu gần nhất, những ngôi sao đen đã hòa tới 3, chỉ thắng 1 và hòa 1. Vốn là một trong những đất nước sản sinh ra nhiều cầu thủ xuất sắc nhất của châu Phi, lần triệu tập này của Ghana không thiếu những cái tên đình đám đang thi đấu tại châu Âu. Kể sơ qua chúng ta có Tariq Lamptey của Brighton, Mohamed Salisu của Southampton hay Daniel Amati của Leicester. Đáng chú ý còn có Mohamed Kudus, tiền đạo trẻ mới nổi của Ajax vừa mới làm tung mảnh lưới của Liverpool cách đây không lâu. Tuy nhiên, phong độ hàng công của Ghana là tương đối bình thường chỉ với 5 bàn sau 5 trận. Trong cùng số trận đó, họ cũng đã để thủng lưới tới 6 bàn. Không ngạc nhiên khi 3 trên 5 trận đấu này có kết quả xỉu và 2 trận còn lại là nổ tài. Kèo tài xỉu nhà cái đưa ra trận đấu này là 2.75. Với phong độ ghi bàn xuất sắc hiện tại của hàng công Selecao thì chẳng có lý do gì mà chúng ta lại không lựa chọn kèo tài cả. Khi cần phải nhấn mạnh rằng, họ đã nã tới 18 bàn vào lưới 5 đối thủ gần nhất. Phong độ tấn công hủy diệt cùng với một hàng thủ vững chãi sẽ là lý do để chúng ta chọn Brazil cho kèo tổng với mức chấp trừ 1.75. Với một Neymar xuất sắc lĩnh sướng hàng công và Silva chỉ huy tuyến phòng ngự, việc Brazil thắng từ 2 bàn trở lên, thậm chí là thắng đậm là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Dự đoán Brazil sẽ giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tám Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.